Công ty Alexey & Diamond xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một chương trình Kim Cương đặc biệt vào mỗi tối ngày thứ ba vào lúc 7 giờ Cali. Chương trình sẽ được premiere mỗi tuần bắt đầu vào lúc 7 giờ mỗi tối ngày thứ ba. Xin mời quý vị subscribe, like và share. Đây sẽ là một chương trình Kim Cương với những sản phẩm đặc biệt độc quyền do chính công ty thiết kế và những sản phẩm Kim Cương được giấy chứng nhận GIA với những giá rất đặc biệt, special sale. Xin mời quý vị nhắn tin gọi phone, số phone trực tiếp của công ty 310-968-0577. Một lần nữa, chương trình sẽ được thực hiện vào mỗi tối bắt đầu vào lúc 7 giờ Cali ngày thứ ba. Lâm Triệu Vĩ xin kính mời quý vị đón xem. Lâm Triệu Vĩ xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả thân mến trên kênh YouTube Lâm Triệu Vĩ Diamond Official. Chúc tất cả quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp livestream hàng tuần vào mỗi tối vào lúc 7 giờ California tại kênh YouTube Lâm Triệu Vĩ Diamond Official với những sản phẩm kim cương trang sức thật đặc biệt do công ty chúng tôi thiết kế, sản xuất và lựa chọn với những viên kim cương GIA thật tuyệt vời. Một lần nữa, Lâm Triệu Vĩ kính chúc tất cả quý vị một buổi tối an lành, hạnh phúc và thật nhiều những điều tốt đẹp. Đến với sản phẩm đầu tiên trong chương trình livestream trực tiếp ngày hôm nay sẽ là một chiếc nhẫn được thiết kế rất xuất sắc với hai viên kim cương tạo thành những bông hoa, bọc xung quanh là những viên hộp sòn 1 ly 8, chính giữa 2 ly 7. Tất cả nước D color là những viên hộp sòn vô cùng trắng và là VVS Clarity bằng vàng trắng 18K. Và chiếc nhẫn này đặc biệt ngay bây giờ xin mời quý vị gọi vào với giá $680. $680. Đây là một chiếc nhẫn kim cương rất dễ thương, kiểu xuất sắc với 2 bông hoa mai. Ở chính giữa sẽ là 2 nhụy hoa với 2 viên kim cương to khoảng gần 3 ly. Tất cả xung quanh là những viên hộp xoàn 1 ly 8. Tất cả là hộp xoàn nước đi VVS Clarity bằng vàng trắng 18K. Lâm Triệu Vĩ giới thiệu đến quý vị với giá $680. Lâm Triệu Vĩ xin giới thiệu đến quý vị một mẫu trang sức số 2 trong chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa rất cảm ơn quý vị đang tiếp tục bước vô chương trình với sản phẩm số 2. Quý vị đang nhìn trên màn hình là một cặp bông tai rất đặc biệt, rất độc đáo. Chắc chắn quý vị đang hỏi tại sao cặp bông tai này độc đáo. Khi quý vị nhìn vào màn hình, quý vị sẽ thấy 2 viên kim cương đường kính khoảng 4 ly 2, nhưng chắc chắn đây sẽ là 2 viên kim cương với một giáp cắt mà quý vị rất hiếm khi thấy được. 2 giáp cắt này có tên gọi là Crown of Light. Một lần nữa, tên gọi của giáp cắt kim cương này rất độc đáo, rất đặc biệt và có bản quyền, và tên gọi là Crown of Light, có nghĩa là cái vương miện của ánh sáng, đỉnh cao của ánh sáng. Khi quý vị nhìn kiến lúc để quý vị nhìn vào 2 viên kim cương này, họ cắt thành giác cắt giống như là một trái banh hoặc là một trái châu, có nghĩa là quý vị thấy nó nhô lên thành một cái hình đôm. Nó không giống như là những viên kim cương thông thường mà quý vị thấy cái mặt cắt nó nằm thẳng, mà đây họ nhô lên thành cái vòng tròn giống như là một cái đôm rất độc đáo. Dắt cắt này rất hao và tốn kim cương rất nhiều. Thay vì hai viên hột xoàn này có thể tạo thành hai viên hột xoàn 5 ly, nhưng với dắt cắt này họ chỉ cắt được chỉ còn 4 ly 2, hai viên hột xoàn nước J Color. VVS và nạm xung quanh cũng là những viên hột xoàn 1 ly rưỡi nước D Color VVS bằng vàng 14. Khi quý vị mua cặp bông tai này trị giá gần 3.000 đô la, bởi vì mẫu thiết kế và dắt cắt kim cương này quý vị sẽ không bao giờ mua được những tiệm trang sức thông thường, mà quý vị phải đến những thương hiệu đặc biệt với dắt cắt đặc biệt và độc quyền. Mặt hàng số 2 sẽ gửi đến quý vị một cái giá rất tuyệt vời ngày hôm nay, 1.690 đô la. Một lần nữa 1.690 đô la cho hai viên kim cương, tên gọi là Crown of Light, 4 ly 2, nước G Color, VVS và xung quanh là những viên hột xoàn nước D Color, VVS Clarity bằng vàng trắng 14, nút vặn phía sau. Cặp bông tai rất đẹp, rất độc đáo. 1.690 đô la. Quý vị có thể nhắn tin gọi trực tiếp vào số phone trên màn hình 310 968 0577. Quý vị đang bước vô chương trình tiếp tục với sản phẩm số 3 trong chương trình livestream trực tiếp hàng tuần vào ngày thứ ba lúc 7 giờ Cali trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official. Hàng tuần Lâm Trường Vĩ mong quý vị tiếp tục theo dõi những sản phẩm tuyệt vời công ty chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị với những chương trình ngày thứ ba, thứ năm và chiều ngày chủ nhật. Ngay bây giờ quý vị đang nhìn trên màn hình là một sợi dây chuyền, mẫu thiết kế rất đặc sắc. Quý vị thấy là đây sẽ là 7 viên kim cương được thiết kế tạo thành một vòng cung. Ở chính giữa là một viên hột xoàn 3 ly 9, gần 4 ly. Hai bên sẽ là những viên hột xoàn 3 ly và 2 ly, 1 ly 8. Những viên kim cương được kết lại sát và những chấu bezel được làm bằng vàng màu vàng, vàng 14K. Quý vị sẽ được tặng kèm theo sợi dây chuyền bằng vàng màu vàng, tất cả thiết kế của Italy, đóng dấu Italy, 750 đô la. Một lần nữa, 7 viên kim cương, chính giữa là gần 4 ly, hai bên là 3 ly rưỡi, 3 ly, 2 ly, 750 đồng sẽ là giá đặc biệt cho sản phẩm số 3. Và khi quý vị mua mẫu thiết kế này, quý vị sẽ được tặng kèm theo sợi dây chuyền bằng vàng màu vàng. Nếu quý vị thích mẫu thiết kế này bằng vàng màu trắng, quý vị nhắn tin cho Lâm Trường Vĩ. Một lần nữa số phone trên màn hình 310 968 0577. Đây là sản phẩm số 3, mẫu thiết kế 7 viên kim cương. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Một lần nữa Lâm Trường Vĩ xin chúc tất cả quý vị đang theo dõi trực tiếp ngay bây giờ trên màn hình trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official. Chúc quý vị có một buổi tối ngày thứ ba thật hạnh phúc, thật nhiều điều tốt đẹp, để chúng ta cùng nhau theo dõi chương trình dài gần 2 tiếng đồng hồ với những mẫu thiết kế rất tuyệt vời mà Lâm Trường Vĩ đã tuyển chọn, lựa chọn, sản xuất và thiết kế độc quyền riêng cho công ty chúng tôi và trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official. Quý vị đang đến với mẫu thiết kế số 4. Đây là một chiếc nhẫn được công ty chúng tôi đặc biệt thiết kế. Kiểu nhẫn này gọi là Eternity. Eternity là một mẫu thiết kế mà khi hộp xoàn họ đi vòng quanh hết nguyên chiếc nhẫn, có nghĩa là từ mặt trước và mặt sau của chiếc nhẫn quý vị đều có thể xoay vòng tròn và tất cả đều có kim cương. Xen kẽ chính giữa sẽ là những viên kim cương 3 ly và hai bên là những thiết kế hình con số 8 với những viên hộp xoàn 2,5 ly ở chính giữa, và dọc hai bên quý vị sẽ đến với thêm hai đường hộp xoàn 1,5 ly. Chiếc nhẫn này khi quý vị đeo size nhẫn là size 5, quý vị sẽ đeo chiếc nhẫn này vừa. Chiếc nhẫn này chúng tôi không thể làm size được, cho nên chỉ dành cho những ai có ngón tay size số 5. Và chiếc nhẫn đặc biệt này được thiết kế xuất sắc. Ở trên đây tổng cộng quý vị sẽ đến gần 3 carat kim cương với giá $1,650. Chiếc nhẫn này được custom design. Nếu quý vị muốn đặt chiếc nhẫn này, trị giá chiếc nhẫn này sẽ trên $3,000. Ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị gọi vào ngay bây giờ với giá $1,650. Quý vị sẽ đến với những viên kim cương 3 ly nằm chính giữa và xen kẽ hai bên là mẫu thiết kế 2,5 ly tạo thành những con số 8 và đi vòng quanh với hai đường hộp xoàn tạo thành một chiếc nhẫn Eternity. Bản bề ngang rất to bằng vàng 14, $1,650. Xin cảm ơn. Wow, quý vị đang đến với sản phẩm số 5 ngày hôm nay. Rất là nhiều quý vị đã mua những mẫu thiết kế đặc biệt này của công ty chúng tôi để giới thiệu quý vị trong những thời gian vừa qua. Và ngày hôm nay Lâm Triệu Vĩ lại có một cơ hội lựa chọn cho quý vị một chiếc nhẫn rất tuyệt vời. Mẫu thiết kế rất lộng lẫy, khi quý vị nhìn vào quý vị sẽ thấy 3 viên kim cương chủ nằm chính giữa tạo thành một giác cắt gọi là Emerald Cut. 3 viên kim cương tương đương với một viên hộp xoàn khoảng gần 2,5 carat chính giữa và hai bên là mỗi viên khoảng gần 1 carat. Tuy nhiên đó là hình dáng, nhưng những viên kim cương này được thiết kế bằng cách ghép lại nhiều viên kim cương để tạo hình thành 3 viên kim cương to. Chiếc nhẫn này nếu quý vị mua với 3 viên hộp xoàn to thì chắc chắn trên $15,000. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị mẫu thiết kế ghép, thiết kế hình Emerald Cut và tất cả những viên hộp xoàn này là nước D Color VVS bằng vàng 18 và chiếc nhẫn được nạm xung quanh là những viên hộp xoàn 1,5 ly. Rất tuyệt vời, rất xuất sắc. Bảo đảm khi quý vị đeo chiếc nhẫn này, nhìn vào giống như quý vị đang đeo một chiếc nhẫn hộp xoàn trị giá trên $10 mấy ngàn. Và ngày hôm nay xin mời quý vị gọi vào với giá $1,990. $1,990 sẽ là giá đặc biệt cho sản phẩm số 5. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi với một sản phẩm rất đặc biệt ngày hôm nay. Đây là một pin cài áo gọi là brooch. Một cái pin cài áo được thiết kế với những viên ngọc trai tạo thành một cành hoa rất to, chiều dài khoảng một ngón tay. Chiều dài của pin cài áo này một lần nữa rất to, dài bằng gần một ngón tay của Lâm Triệu Vĩ, có nghĩa là khoảng hơn 2 inch, gần như 3 inch. Thiết kế xung quanh với những viên ngọc trai South Sea Pearl của Nhật và những viên ngọc trai của Úc Châu, Australia South Sea Pearl. xen kẽ với những viên kim cương 3 ly, 2 ly, 1 ly rưỡi. Quý vị có thể đeo thành một mặt dây chuyền, chắc chắn sẽ vô cùng rực rỡ lộng lẫy, sáng lấp lánh với những viên ngọc xoàn tuyệt vời VVS, VS, nước E, nước F Color. Đây là một pin cài áo được làm rất tỉ mỉ và xuất sắc, làm bằng tay, bằng vàng trắng 14K. Những pin cài áo này ngày hôm nay chắc chắn quý vị sẽ rất là khó kiếm. Chúng tôi mời quý vị đến với sản phẩm số 6 với giá $1.350. $1.350. Quý vị đang theo dõi trên màn hình là một cái pin cài áo brooch tuyệt vời, bởi vì nó được thiết kế làm bằng tay, và chắc chắn quý vị thấy những sản phẩm này họ chỉ làm một cái duy nhất mà thôi. Vừa kim cương 3 ly, 2 ly rưỡi, 1 ly 8, vừa ngọc trai South Sea Pearl và ngọc trai của Nhật Akoya Pearl, đặc biệt với giá $1.350. $1.350. Xin mời quý vị gọi vào. Cảm ơn quý vị đang theo dõi trực tiếp trên kênh YouTube Lâm Trụ Vĩ Diamond Official. Lâm Trụ Vĩ được nhận được rất là nhiều những cái lời feedback từ quý vị, những lời chia sẻ, những lời bình luận, những tin nhắn của tất cả quý vị gửi vào trong thời gian vừa qua, với những chương trình tuyệt vời mà chúng tôi mỗi tuần đem đến cho quý vị với ngày thứ Ba, thứ Năm và ngày Chủ Nhật. Rất là nhiều quý vị yêu mến chương trình, quý vị yêu mến những sự lựa chọn của Lâm Trụ Vĩ, cũng như quý vị rất thích và quý vị luôn luôn ủng hộ công ty chúng tôi. Một lần nữa rất là chân thành cảm ơn quý vị. Lâm Trụ Vĩ luôn mong muốn và chúc tất cả quý vị những điều tốt đẹp nhất đến với tất cả đời sống của quý vị. Trở lại sản phẩm số 7 ngày hôm nay, quý vị đang theo dõi trên màn hình là một chiếc nhẫn vô cùng, phải nói là vô cùng độc đáo. Lại một lần nữa quý vị sẽ nghe tên Crown of Light. Crown of Light, một lần nữa Crown of Light là tên gọi của một viên kim cương với một giáp cắt rất đặc biệt. Quý vị đang theo dõi trực tiếp ngay bây giờ, Lâm Trụ Vĩ xin nhắc lại, đây là một giáp cắt mà khi người ta cắt viên kim cương này, nó tạo hình thành giống như là một trái banh, hoặc là một trái châu, hoặc là một cái hình đôn. Quý vị hình dung ra được đó là một cái sự độc đáo trong kim cương. Thay vì cái mặt kim cương thẳng một đường, đây họ làm nó nhô lên, nó đi vòng tròn giống như là nửa trái banh đó quý vị. Và viên hột xoàn này 5 ly. Nếu quý vị dùng một giác cắt thường với 52 giác cắt cho một viên kim cương thông thường thì viên hột xoàn này có thể cắt lên gần 6 ly. Tuy nhiên khi họ cắt cái giác cắt gọi là Crown of Light, Crown of Light, thì quý vị thấy cái giác cắt này nó sẽ làm viên kim cương bị hao đi rất nhiều, và nó chỉ còn có 5 ly. Và viên kim cương này được thiết kế trong một cái vỏ hột xoàn độc quyền của thương hiệu, của công ty, tạo hình thành một chiếc nhẫn rất tuyệt vời. Hai đường đang chéo với nhau và tất cả hột xoàn đi xung quanh đây là nước D Color VVS Clarity. Viên hột xoàn nằm chính giữa là một viên hột xoàn nước F Color, cũng là VVS Clarity 5 ly. Chiếc nhẫn này ngày hôm nay Lâm Trụ Vĩ gửi đến quý vị giá là $1.950. $1.950. Một lần nữa đây là một chiếc nhẫn kim cương rất độc đáo. Khi quý vị đeo những chiếc nhẫn này trên ngón tay, quý vị biết mình đang sở hữu một mẫu thiết kế tuyệt đẹp, độc đáo, lạ, hiếm có. Một viên hột xoàn 5 ly và mẫu nhẫn rất lộng lẫy. $1.950. Xin mời quý vị gọi vào ngay bây giờ cho sản phẩm số 7. Lâm Trụ Vĩ xin gửi lời chào đến quý vị một lần nữa. Chúng ta đang theo dõi chương trình đặc biệt của ngày thứ 3. Đây là chương trình cuối cùng trong tháng 2. Trước khi chúng tôi tiếp tục chương trình, Lâm Trụ Vĩ xin gửi lời chúc đến tất cả quý vị có những ngày sinh nhật trong tháng 2. Đây là những ngày cuối cùng của tháng 2. Chúng ta có một tháng 2 là một cái tháng có ngày ít nhất trong 12 tháng. Cho nên chúc tất cả quý vị có những ngày sinh nhật trong tháng 2 có một năm thật hạnh phúc, thật là nhiều. Những điều tuyệt vời sẽ đến với tất cả quý vị. Lần kế tiếp chúng ta gặp nhau sẽ bước qua chương trình của tháng 3. Một lần nữa chương trình thực hiện 3 lần mỗi tuần. Ngày thứ 3 vào lúc 7 giờ Cali. Và ngày thứ 5 chương trình Special Promotion of the Week. Và tiếp tục chương trình trực tiếp vào tối Chủ nhật vào lúc 5 giờ 30 trên kênh YouTube Lâm Trụ Vĩ Diamond Official. Ngay sau đây quý vị đang đến với sản phẩm số 8. Sẽ là một chiếc nhẫn Emerald của Colombia. Đây là một viên đá thiên nhiên. Một viên đá Emerald nặng khoảng hơn 1 carat. Được thiết kế với những viên kim cương tuyệt đẹp đi xung quanh là những viên hột xoàn nước F-Color VS Clarity, tạo thành một bông hoa với những viên kim cương vòng quanh 2 tầng hột xoàn. Chiếc nhẫn này, đường kính bề mặt của tổng thể chiếc nhẫn to bằng đồng 10 cm, rất to. Quý vị thấy một bông hoa với 2 tầng hột xoàn, tổng cộng kim cương ở trên đây gần 1 carat 50. Và chính giữa là một viên đá emerald thiên nhiên gọi là Natural Emerald. Chiếc nhẫn này ngày hôm nay Lâm Trụ Vĩ mời quý vị gọi vô trực tiếp ngay bây giờ với giá $1.050. $1.050 mà thôi. Một chiếc nhẫn kim cương rất sang trọng, giữ thiết kế đơn giản nhưng vô cùng rực rỡ, tạo thành một bông hoa nổi bật với một viên đá màu xanh lá cây Natural Emerald và thiết kế 2 tầng kim cương đi vòng quanh. $1.050. Xin mời quý vị gọi vô trực tiếp số phone trên màn hình 310 968 0577. Xin mời quý vị đến với một mẫu thiết kế số 9 ngày hôm nay. Đây là một chiếc nhẫn kim cương có tên gọi là 3 viên hột xoàn và tên gọi là Quá khứ, Hiện tại và Tương lai. Quý vị nhìn trên màn hình, quý vị thấy một viên hột xoàn to 4 ly hơn, 4 ly 4, 4 ly rưỡi, và hai bên là 2 viên hột xoàn 3 ly rưỡi, 3 ly 8. Và bọc xung quanh 3 viên kim cương này, quý vị sẽ thấy những viên hột xoàn tấm 1 ly rưỡi, được làm bằng vàng 18K. Chiếc nhẫn này Lâm Trụ Vĩ giới thiệu đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay với giá $1.100. $1.100 để gửi đến quý vị một chiếc nhẫn kim cương với 3 viên kim cương, gọi là mẫu thiết kế I Love You hoặc tên gọi là The Past, The Present and The Future, với giá $1.100. Ở chính giữa là khoảng 4 ly rưỡi, hai bên là khoảng 3 ly 8, nước F-Color VVS Clarity, bằng vàng 18. Một lần nữa tất cả trang sức và kim cương công ty chúng tôi giới thiệu đến quý vị trên kênh YouTube Lâm Trụ Vĩ Diamond Official. Tất cả là sản phẩm trang sức Natural Diamond. Một lần nữa Natural Diamond, kim cương thiên nhiên. Và chiếc nhẫn số 8 này sẽ là $1.100. Lâm Triệu Vĩ xin mời quý vị đến với một chiếc vòng kim cương được công ty GIA cấp giấy chứng nhận là một viên hột xoàn gần 4 ly chín, gần như 5 ly, nước H-Color. Và hai bên là hai viên hột xoàn 3 ly 8, nước E-Color, VS SI Clarity. Được mẫu thiết kế tạo thành những viên hột xoàn hình giọt nước đi xen kẽ vòng quanh nửa mặt trước của chiếc vòng bangle. Đây là mẫu thiết kế của Italy, làm bằng vàng 18. Một lần nữa, viên kim cương nước H-Color gần nửa carat, khoảng gần 5 ly, 4 ly 9. Viên kim cương được thiết kế với hai viên hột xoàn 3 ly 8 hai bên và xen kẽ là thiết kế hột xoàn baguette và hột xoàn 1 ly rưỡi, tạo thành 4 hình giọt nước nằm chính giữa chiếc vòng, bằng vàng trắng 18K. Lâm Triệu Vĩ gửi đến quý vị chiếc vòng đặc biệt ngày hôm nay với giá rất tuyệt vời $2.100. $2.100. Một lần nữa, quý vị đang theo dõi là một chiếc vòng kim cương được công ty GIA thẩm định, là một viên hột xoàn khoảng 4 ly 9 nước H-Color, hai bên là 3 ly 8 nước E-Color, VS SI Clarity, bằng vàng trắng, mẫu thiết kế của Italy 18K. Và chiếc vòng này ngày hôm nay Lâm Triệu Vĩ giới thiệu đến quý vị với giá là $2.100. Một lần nữa, $2.100. Quý vị mua chiếc vòng này, kế tiếp chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một chiếc nhẫn số 11 sẽ đi kèm chung với chiếc vòng này. Quý vị có thể tạo thành một bộ trang sức rất xuất sắc. Mời quý vị gọi vào ngay số phone trên màn hình 310-968-0577. Cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi trực tiếp trong chương trình livestream buổi tối ngày hôm nay. Buổi tối ngày thứ ba, chúng ta đang đến với những ngày cuối cùng của tháng 2. Mong tất cả quý vị thật là nhiều những điều tốt đẹp trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta cùng đến với những mẫu trang sức rất tuyệt vời. Lâm Triệu Vĩ mỗi tuần được gặp quý vị vào tối ngày thứ ba, một buổi tối đầu tuần, để đem đến cho quý vị những thiết kế rất đẹp. Đây là những mẫu thiết kế chúng tôi phải lựa cả trăm món hàng mới lựa ra được vài chục sản phẩm đặc sắc nhất để đem đến cho quý vị trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Và quý vị đang đến với mẫu thiết kế số 11. Đây là một chiếc nhẫn kim cương và mẫu thiết kế này là mẫu mới công ty chúng tôi vừa lựa chọn và đem đến đây cho quý vị một viên kim cương được GIA cấp giấy chứng nhận là 5 ly lẻ 6. Một lần nữa, viên kim cương 5 ly 6 nước F-Color VS1 Clarity, F-Color VS Clarity. Đây là một viên kim cương 5 ly hơn, gần như 5 ly 1, và là nước F. Nước DEF là một trong 3 nước kim cương trắng nhất, tuyệt đẹp nhất, hoàn hảo nhất trong màu sắc của kim cương. Và quý vị thấy vỏ thiết kế được tạo thành những cánh hoa rất dễ thương, rất đẹp, rất hoàn hảo. Chiếc nhẫn này ngày hôm nay Lâm Triệu Vĩ gửi đến quý vị với giá rất tuyệt vời $2.250. $2.250. Một lần nữa, quý vị đang đến với một mẫu thiết kế là một chiếc nhẫn kim cương được GIA cấp giấy chứng nhận là một viên kim cương 5 ly 06 nước F-Color VS, rất trắng và rất sạch và chiếu rực rỡ với thiết kế bông hoa. Mẫu thiết kế mới được làm bằng vàng trắng 14K. $2.250 sẽ là giá rất rẻ cho một chiếc nhẫn kim cương rực rỡ như thế này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Xin mời quý vị đến với sản phẩm số 12. Đây là một chiếc nhẫn kim cương thiết kế hình vuông. Khi quý vị nhìn vào chiếc nhẫn này, quý vị sẽ thấy giống như là một viên kim cương 1 carat. Và nếu mà giá trị của viên hột xoàn 1 carat này sẽ là gần 6.500 đô la. Tuy nhiên, chiếc nhẫn số 12 ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị là một chiếc nhẫn được ghép lại với 4 viên kim cương hình vuông 3 ly nước E-Color VVS Clarity. Và 4 viên hột xoàn hình vuông 3 ly này là Princess Cut, được ghép lại với một cái chấu gọi là Invisible Setting, nghĩa là 4 viên hột xoàn này được ghép khít lại với nhau, tạo hình thành một viên hột xoàn to khoảng hơn 1 carat. Khi quý vị đeo chiếc nhẫn này vào, chắc chắn ai nhìn vào cũng cảm giác như là một viên hột xoàn to nằm chính giữa, với thiết kế xung quanh là những viên hột xoàn tắm 1,5 ly. Ở phía dưới đáy chiếc nhẫn là những viên kim cương 2 ly bằng vàng 14K. Lâm Trụ Vĩ giới thiệu đến quý vị chiếc nhẫn đặc biệt số 12 với giá 1.100 đô la. Một lần nữa, chiếc nhẫn kim cương rất to, tạo hình thành một viên hột xoàn gần như là 1,5 carat nằm chính giữa, và xung quanh là những viên hột xoàn tắm 1,5 ly với thiết kế 2 ly nằm phía dưới bằng vàng trắng 14K. Chiếc nhẫn số 12 với giá 1.100 đô la. Đây là một sản phẩm kim cương được thiết kế tuyệt đẹp, tạo hình thành một viên hột xoàn giống như là một viên hột xoàn to, để khi quý vị đeo trên ngón tay, ai nhìn vào cũng cảm giác như quý vị đang đeo một viên hột xoàn hơn 1 carat. Mẫu thiết kế được làm xuất sắc, kiểu ghép bằng vàng trắng. Đặc biệt ngày hôm nay, xin mời quý vị gọi vào với giá 1.100 đô la. Số 12. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Lâm Trụ Vĩ xin mời quý vị tiếp tục đến với sản phẩm số 13 trong chương trình ngày hôm nay. Đây sẽ là một mặt dây chuyền kim cương thiết kế vô cùng đặc biệt với những viên đá màu xanh emerald. Đây là những viên đá thiên nhiên xanh emerald trong suốt, tên gọi là Savorite. Những viên đá được thiết kế đi vòng quanh, tạo thành một mẫu thiết kế giống như những thương hiệu rất nổi tiếng trên thế giới như Bulgari, Chopard and Cartier. Mặt dây chuyền được thiết kế với những viên hột xoàn xen kẽ 1 ly, 1,5 ly, được làm bằng vàng, màu vàng Rose Gold. Mẫu thiết kế được làm bằng vàng 14K. Ngày hôm nay xin mời quý vị đến với giá 680 đô la. Đây là một mặt dây chuyền thiết kế rất đơn giản nhưng vô cùng rực rỡ, bởi vì những viên đá thiên nhiên màu xanh emerald trong suốt và chiếu lấp lánh rực rỡ nổi bật. Đây là một cái màu đá dành cho những ai sinh nhật trong tháng 5 thì quý vị sẽ rất là yêu thích những viên đá màu xanh emerald. Và đặc biệt khi quý vị nhìn vào mẫu thiết kế số 13, quý vị sẽ thấy những chi tiết làm rất công phu. Họ đi viền xung quanh là những viên đá dắt cắt hình oval, và xen kẽ với những viên oval là những viên kim cương 1 ly, và thêm những viên đá hình tròn 2,5 ly, tạo thành một vòng thiết kế oval rất tuyệt đẹp. 680 đô la. Mời quý vị gọi vào số phone trên màn hình 310 968 0577. Đây là sản phẩm số 13. Lâm Triệu Vĩ mời quý vị đến với một chiếc nhẫn nam đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Đây là một chiếc nhẫn được thiết kế thành một hình vòng tròn, ở chính giữa sẽ là một viên kim cương nặng khoảng 5,4 ly. Đây là một viên kim cương rất xuất sắc nước E-Color VS Clarity. Viên kim cương được thiết kế nạm xung quanh là những viên hộp xoàn 2,5 ly. Chúng ta sẽ có khoảng 12 viên kim cương bọc vòng quanh, được thiết kế với 4 đường viền bằng vàng trắng, tạo thành một thiết kế giống như hình bát quái rất độc đáo. Viên kim cương 5,4 ly và vòng quanh những viên hộp xoàn 2,5 ly tất cả được nhận chìm theo kiểu chấu channel shading, và tất cả là những viên hộp xoàn vô cùng trắng sáng bằng vàng trắng 14K. Chiếc nhẫn nặng khoảng gần 7 chỉ vàng trắng. Chiếc nhẫn được giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay với viên hộp xoàn 5,4 ly và giá 1.950 đô la mà thôi. Đặc biệt ngay bây giờ Lâm Triệu Vĩ sẽ để cho quý vị 1.880 đô la. 1.880 đô la, một lần nữa 1.880 đô la sẽ là giá đặc biệt cho chiếc nhẫn số 14. Đây là một chiếc nhẫn dành cho phái nam. Chiếc nhẫn thiết kế vòng tròn đi thành 4 đường viền vàng trắng xen kẽ, nổi bật lên chính giữa là viên kim cương 5,4 ly nước EVS và xung quanh là 12 viên hộp xoàn 2,5 ly vàng trắng, 1.880 đô la. Xin mời quý vị gọi trực tiếp vào số phone trên màn hình. Quý vị có thể nhắn tin số thẻ credit card và địa chỉ shipping. Chúng tôi sẽ ship hàng đi khắp nơi tại Hoa Kỳ cũng như Canada và Úc Châu. Đây là phương cách mua hàng rất dễ dàng. Lâm Triệu Vĩ nghĩ tất cả quý vị ngày hôm nay, tất cả chúng ta đều biết cách mua hàng online. Quý vị phải cho số thẻ credit card payment để chúng tôi ship hàng, và chúng tôi ship hàng có bảo hiểm. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Lâm Triệu Vĩ giới thiệu đến quý vị sản phẩm số 15 trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta đã đi qua hết gần 1 tiếng đồng hồ trong chương trình buổi tối ngày thứ ba. Ngày hôm nay là một ngày rất tuyệt vời. Những ngày cuối cùng của tháng 2, 2022. Lâm Triệu Vĩ một lần nữa chúc quý vị có một buổi tối ăn cơm ngon miệng, nghỉ ngơi, và một buổi tối thật là relax với chương trình hàng tuần vào ngày thứ ba vào lúc 7 giờ California trên kênh YouTube Lâm Triệu Vĩ Diamond Official. Và bây giờ xin mời quý vị nhìn vào sợi dây lắc tay. Đây là một mẫu thiết kế được nhận theo kiểu gọi là tổ ong. Quý vị thấy từng viên kim cương 3 ly 3 được bao bọc xung quanh, tổng cộng 32 viên kim cương nặng khoảng 7 chỉ vàng màu vàng. Tất cả những viên kim cương 3 ly 3 đi thành 32 viên, 4 viên tạo thành một đường viền và xen kẽ là 2 khoanh vàng màu vàng. Sợi dây lắc tay này kiểu thiết kế two-tone, nghĩa là quý vị sẽ đến với 2 màu, vừa màu vàng và vừa màu trắng. Nếu quý vị muốn lấy hết màu vàng, chúng tôi sẽ làm cho quý vị màu vàng, và quý vị muốn đi hết một màu trắng cùng một tông, chúng tôi sẽ làm cho quý vị màu trắng. Sợi dây này dài khoảng 6,5 inch, vàng nặng 7 chỉ vàng. Sợi dây lắc tay này nếu quý vị đặt ngày hôm nay, những mẫu thiết kế này rất nổi tiếng trong thương hiệu Cartier và giá sẽ là trên 15.000 đô la. Với giá đặc biệt buổi chiều ngày hôm nay số 15, chúng tôi xin mời quý vị gọi vào với giá 3.450 đô la. Một lần nữa 3.450 đô la sẽ là sợi dây lắc tay nặng khoảng 7 chỉ vàng, gần 1 ounce vàng 14K. Mẫu thiết kế được làm rất xuất sắc bởi vì đây là những viên kim cương 3 ly 3 được nhận theo kiểu bezel, ý nghĩa là chấu bao bọc lại, bảo vệ từng viên kim cương. Quý vị sẽ không sợ vướng áo, không sợ bị rớt hộp. Tất cả sợi dây lắc tay này được làm rất tỉ mỉ và thủ công hoàn hảo xuất sắc. Số 15, 3.450 đô la. Một lần nữa quý vị đang nhìn trên màn hình là một sợi dây lắc tay tuyệt đẹp. Xin mời quý vị đến với sản phẩm số 16 trong chương trình đặc biệt ngày thứ ba. Ngày hôm nay quý vị đang đến với một buổi tối ngày thứ ba rất độc đáo, bởi vì ngày hôm nay là ngày thứ ba 22 tháng 2 năm 2022. Tất cả trọn vẹn chỉ là một con số 2. Chúng ta đang đến với một buổi tối thật relax, thật nhiều sản phẩm tuyệt đẹp. Lâm Trụ Vĩ xin nhắc lại với quý vị, tất cả sản phẩm kim cương trên thế giới trong những ngày đầu năm vừa qua đã tiếp tục tăng giá, và công ty chúng tôi vẫn đang cố gắng duy trì để có thể giữ cho quý vị những giá rẻ nhất. Chắc chắn những quý vị nào đã mua sắm online, quý vị đã theo dõi rất là nhiều chương trình và quý vị đã nắm vững giá cả, và khi quý vị đến với công ty chúng tôi, quý vị sẽ nhìn nhận được sự khác biệt rất rõ rệt từ giá cả, mẫu thiết kế, chất lượng trang sức và những chi tiết tuyệt vời khi công ty chúng tôi với một thương hiệu Alexei & Diamond. Và quý vị đã quen thuộc với Lâm Trụ Vĩ hàng tuần đã suốt hơn 10 năm nay trên YouTube cũng như trên đài TV. Quý vị đã đến với những chương trình tuyệt vời và chắc chắn thương hiệu Alexei sẽ tiếp tục đem đến cho quý vị rất là nhiều sản phẩm tuyệt đẹp. Đây là sản phẩm số 16 với một viên kim cương độc đáo. Viên kim cương này do thương hiệu Leo Cut. Leo là một thương hiệu họ cắt kim cương đi khoảng 102 giác cắt, và đây là một viên kim cương màu vàng đậm Intense Yellow. Viên kim cương 507 được cắt rất độc đáo VVS Clarity, thiết kế trong một mẫu thiết kế kiểu hình dáng Versace bằng vàng 18. Quý vị sẽ được tặng kèm sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền Box Chain cũng được làm bằng vàng trắng 18K. Lâm Trụ Vĩ mời quý vị gọi vào với giá $2.190. $2.190 sẽ là giá rất đặc biệt cho sản phẩm số 16 ngày hôm nay. Quý vị đến với một mẫu thiết kế hình dáng Versace bằng vàng 18K và những viên kim cương bọc xung quanh 2 tầng một sòng 1,5 ly. Nổi bật lên chính giữa sẽ là một viên kim cương màu vàng thiên nhiên. Một lần nữa, tất cả sản phẩm công ty Alexei & Diamond giới thiệu đến quý vị trong bất kỳ chương trình nào đều là những viên kim cương natural, kim cương thiên nhiên. Đây là một mặt dây chuyền rất tuyệt vời và quý vị được tặng kèm luôn sợi dây chuyền. Viên kim cương một lần nữa màu vàng rực rỡ thiên nhiên 507 bằng vàng 18, thiết kế 2 tầng kim cương $2.180. $2.190. Quý vị đang theo dõi, quý vị có thể gọi trực tiếp số phone trên màn hình. Rất chân thành cảm ơn. Lâm Trụ Vĩ xin mời quý vị tiếp tục theo dõi sản phẩm số 17 trong chương trình ngày hôm nay. Rất là vui để giới thiệu đến quý vị một cặp nhẫn kim cương. Đây là một mẫu thiết kế, khi quý vị nhìn vào cặp nhẫn này, quý vị sẽ thấy 2 chiếc nhẫn rời. Quý vị có thể đeo mỗi bên một chiếc, quý vị có thể đeo chung thành một chiếc, bởi vì chiếc nhẫn đi kèm chung được thiết kế rất sắc sảo với kiểu thiết kế 3 chiều, có nghĩa là mặt trên của chiếc nhẫn đều nạm kim cương đi nửa vòng. Hai bên, phía trước và phía sau chiếc nhẫn cũng đều nạm kim cương, tạo thành những hình tam giác rất công phu và tỉ mỉ. Chiếc nhẫn bằng vàng màu trắng và đi kèm chung là một viên kim cương được công ty GAA cấp giấy chứng nhận là 501 nước G Color VS Clarity. Đây là một chiếc nhẫn do thương hiệu Artisti sản xuất, được làm bằng vàng trắng 14K. Mẫu nhẫn đi viền xung quanh những viên hộp xoàn nhẫn pave. Chiếc nhẫn này ngày hôm nay, một lần nữa quý vị đang theo dõi là một cặp nhẫn kim cương, sản phẩm của thương hiệu trang sức nổi tiếng, thương hiệu Artisti. Và đây là một sản phẩm được GAA cấp giấy chứng nhận với viên kim cương nằm chủ đạo. Chính giữa sẽ là 501 nước G Color, rất sáng, có nghĩa là viên kim cương này rất trắng, đi đùng cùng hạng với những viên hộp xoàn GEF và là VS, nghĩa là rất trong suốt. Lâm Trụ Vĩ mời quý vị gọi vào $2.180. $2.180. Đây là một giá rất rẻ khi quý vị mua những sản phẩm trang sức do công ty chúng tôi thiết kế và sản xuất và lựa chọn. Quý vị sẽ thấy tất cả chỉ đi cùng một giá, vừa vỏ vừa hộp. Khi quý vị mua viên hộp xoàn rời và quý vị mua vỏ rời, quý vị sẽ phải trả 2 số tiền lợi nhuận khác nhau cho công ty. Nhưng khi chúng tôi ghép lại tạo thành một mẫu trang sức đặc biệt cho quý vị chỉ trả một lần và giá $2.180. Mời quý vị gọi vào cho chiếc nhẫn kim cương GAA số 17. Lam Chuẩn bị mời quý vị đến với một chiếc nhẫn kim cương với một giác cắt rất tuyệt vời cho sản phẩm số 18 ngày hôm nay. Đây sẽ là một viên kim cương giác cắt hình trái tim gọi là Heart Shape Diamond. Viên kim cương được cắt thành hình trái tim, rất hoàn hảo, nặng khoảng 1 carat. Đường kính bề ngang của chiếc nhẫn này sẽ là 6,5 ly. Viên kim cương được thiết kế rất sang trọng trong mẫu thiết kế đưa lên với những chấu bằng vàng trắng 18K. Đai nhẫn được nạm kim cương 2 ly xuất sắc VVS Clarity. Viên kim cương nằm chính giữa là một viên hộp xoàn. Nước E-Color, viên kim cương Natural Diamond dắt cắt là Heart Shape, nghĩa là viên kim cương được cắt thành hình một trái tim, được làm bằng vàng trắng 18K. Ngày hôm nay, Lâm Chuỗi mời quý vị gọi vào cho chiếc nhẫn này với giá $3.690. $3.690 chắc chắn với thị trường trang sức ngày hôm nay. Quý vị không thể nào đi tìm kiếm được một viên hộp xoàn nặng hơn 1 carat, mà đặc biệt viên hộp xoàn vô cùng trắng, vô cùng sạch. Hình dắt các trái tim, 1 carat phải trên $6.000 đến $8.000. Ngày hôm nay, quý vị lựa chọn sản phẩm số 18 vừa viên kim cương được thiết kế kiểu dáng sang trọng, đơn giản nhưng rất ấn tượng với một viên ngọc xoàn tạo thành một trái tim và được cắt tuyệt đẹp. $3.690. Mời quý vị gọi vào cho chiếc nhẫn rất hiếm có. Xin chân thành cảm ơn. Wow, xin mời quý vị đến với số 19. Đây sẽ là một chiếc nhẫn ben. Chiếc nhẫn này được có thể dành cho nam và cả nữ đều đeo rất phù hợp. Đây là một viên kim cương một lần nữa. Nãy giờ quý vị đã quen thuộc với tên gọi là Crown of Light, có nghĩa là vương miện của ánh sáng. Dắt cắt đặc biệt, đây là một viên kim cương màu chocolate, có nghĩa là màu sô-cô-la, màu kẹo sô-cô-la, màu nâu đậm, intense brown color. Viên kim cương được cắt tạo hình thành nửa vòng cung, giống như là một trái banh được cắt nửa. Đặc biệt được thiết kế bởi công ty Crown of Light. Nạm kim cương dọc hai bên là những viên hộp xoàn 1,8 nước đi color VVS Clarity sạch hoàn hảo với viên hộp xoàn màu dark fancy chocolate color. Đây là một viên kim cương thiên nhiên được cắt rất nhiều giác cắt để tạo thành một viên hộp xoàn độc đáo nằm chính giữa chiếc nhẫn thiết kế kiểu ben. Ngày hôm nay, Lâm Chuỗi mời quý vị gọi vào ngay lập tức cho chiếc nhẫn này, chỉ có một chiếc mà thôi. Với giá $1.650, chiếc nhẫn này có thể dành cho phái nam đeo rất đơn giản và sang trọng. Còn phái nữ muốn đeo chiếc nhẫn này thì rất tuyệt vời. Được làm bằng vàng màu hồng Rose Gold vàng hồng, viên kim cương chính giữa khoảng hơn 5 ly hơn. Một lần nữa viên kim cương 5 ly hơn. Rất độc đáo. $1.650 sẽ là giá đặc biệt tuyệt vời cho một chiếc nhẫn có 102 bằng vàng 14K màu Rose Gold. Xin mời quý vị gọi trực tiếp số phone trên màn hình cho một chiếc nhẫn kiểu thiết kế do công ty thiết kế Crown of Light sản xuất. Xin mời quý vị đến với mẫu thiết kế số 20. Đây là một mặt dây chuyền rất tuyệt vời. Bởi vì mặt dây chuyền này quý vị sẽ đi cùng một set với sản phẩm số 19 mà chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị. Tuy nhiên, đây là một mặt dây chuyền thiết kế rất to, chiều dài khoảng hơn 1 inch 25 chiều dài. Rất to nha quý vị, đây là một mặt dây chuyền hình giọt nước. Và mẫu thiết kế này lại một lần nữa do thương hiệu Crown of Light, có nghĩa là đây là một thương hiệu họ cắt những viên kim cương, tạo hình thành một giác cắt rất đặc biệt. Đây là mẫu thiết kế có copyright quý vị. Không thể nào mua những sản phẩm này ở trong những thương hiệu bình thường, bởi vì đây là những viên kim cương được cắt độc quyền, tạo hình thành hình nửa trái banh. Có nghĩa là khi quý vị nhìn kiến vào những cái viên hột xoàn trên mặt dây chuyền này, tất cả đều cắt thành hình giống như nửa quả châu hoặc là nửa trái banh, gọi là thiết kế rất độc đáo. Những sản phẩm kim cương này quý vị phải có bản quyền, họ mới cho mình cắt theo kiểu thiết kế đã được tuyển chọn, tạo thành 5 viên hột xoàn nằm chính giữa mặt dây chuyền giọt nước với 2 đường hột xoàn 1,5 ly. Quý vị đến với mẫu thiết kế bằng vàng màu hồng rose gold, $1.450, $1.450 sẽ là giá đặc biệt cho mặt dây chuyền này. Tuy nhiên, quý vị sẽ có một món quà tặng đi kèm chung là sợi dây chuyền, gọi là sợi dây chuyền adjustable. Adjustable có nghĩa là sợi dây chuyền này ở phía sau sẽ có một cái khóa và một trái banh để quý vị có thể di chuyển, tạo hình thành chiều dài, ngắn, dài tùy theo. Một lần nữa, đây là một sợi dây chuyền được làm bằng vàng rose gold, vàng màu hồng, bằng vàng 14. Ở chính giữa sẽ là 5 viên kim cương hột xoàn khoảng 3 ly 3. $1.450 để quý vị gọi vào cho mặt dây chuyền này. Tất cả những viên kim cương trên mặt dây chuyền này là những viên hột xoàn được cắt thành giác cắt Crown of Light. Lâm Trụ Vĩ xin mời quý vị đến với một chiếc nhẫn kim cương do công ty GIA thẩm định và cấp giấy chứng nhận. Viên kim cương này rất tuyệt vời, bởi vì khi quý vị đến với những sản phẩm hột xoàn 1 carat đường kính khoảng 6,2 đến 6,3. Tuy nhiên, viên hột xoàn này quý vị sẽ mua với đường kính là 6,8, nghĩa là gần 7 ly. Viên hột xoàn này là 6,8, exact measurement là 6,8 và được GIA cấp giấy chứng nhận là nước H-Color. Khi chúng ta nói tới nước H-Color, đó là một trong hai nước ngang ngửa với nước F, GH và F là cùng một nhóm, gọi là Near Colorless. Rất trong suốt, rất trắng và là VS Clarity, giá cắt tuyệt vời. Vỏ thiết kế đặc biệt do công ty chúng tôi độc quyền sản xuất. Đây là một mẫu thiết kế được làm bằng vàng trắng. Và khi quý vị mua những mẫu thiết kế này, quý vị sẽ thấy công ty chúng tôi đóng dấu tên ở phía sau chiếc nhẫn. Đây là mẫu thiết kế copyright của công ty, tạo thành hình cushion. Ở chính giữa hình cushion là hình vuông, chúng ta sẽ có một bông hoa nằm ở phía trong, ý nghĩa rất đặc biệt. Và đưa lên cao là 4 cháu cho viên hột xoàn 6,8 ly. Viên hột xoàn này trị giá hơn $10.000 chưa tính vỏ. Một lần nữa, viên hột xoàn này là 6,8 ly, nghĩa là gần như 7 ly, là trị giá rất cao, gần $10.000. Và nước HGH và F là một trong 3 nước hột xoàn rất trắng. Viên hột xoàn này ngày hôm nay luôn cả vỏ chúng tôi sẽ để cho quý vị giá là $8.880. $8.880. Quý vị nào muốn đeo một viên hột xoàn thật đẹp, thật sáng, thật trắng Vỏ hột xoàn độc đáo được làm bằng vàng trắng 14K. Xin mời quý vị gọi vào cho sản phẩm số 21 là một chiếc nhẫn kim cương công ty GIA thẩm định và cấp giấy chứng nhận 6 ly 8, nằm chính giữa là nước H Color VS Clarity, vỏ thiết kế nạm 2 tầng kim cương, bông hoa và hình vòng cung, hình vuông. Hai bên là những viên hột xoàn 2 ly. Xin cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời quý vị đến với sản phẩm kế tiếp trong chương trình ngày hôm nay, sẽ là một cặp bông tai kim cương rất đặc biệt, bởi vì khi quý vị đeo cặp bông tai này trên trái tay của quý vị sẽ cảm nhận được sự rực rỡ chiếu sáng của hai viên kim cương gần như 5 ly nước E-Color, VS và Excellent, Excellent và Excellent. Độ hoàn hảo, từ giác cắt, từ độ mài bóng và vòng cung tròn của hai viên kim cương này gần như ở sự tuyệt đối đẹp nhất của kim cương. Chúng ta nói đến màu sắc của viên hột xoàn này là nước Y. Khi hai viên kim cương đã tuyển chọn nước Y là một trong nước đứng đầu của kim cương, D và Y là hai nước hột xoàn đẹp nhất và là những viên hột xoàn sáng nhất. Khi quý vị đeo cặp bông tai này, mỗi bên sẽ là 4 ly 7, gần như 5 ly. Tuy nhiên quý vị đeo 4 ly 7, quý vị sẽ mua được giá rất nhẹ nhàng. Cặp bông tai được thiết kế với vòng quanh những viên hột xoàn 2 ly và giá ngày hôm nay 3.550 đô la. Nếu cặp bông tai này quý vị mua nhích lên là 5 ly thì quý vị sẽ trả số tiền hơn 5.000 đến 6.000 đô la. Ngày hôm nay quý vị mua với giá 3.550 đô la. Chúng tôi có một cặp bông tai duy nhất ngày hôm nay để giới thiệu đến quý vị một giá promotion tuyệt vời 3.550 đô la cho cặp bông tai hột xoàn 4 ly 7 nước E-Color VS rất trắng. Đây là những viên hột xoàn thiên nhiên được GIA thẩm định cấp giấy chứng nhận. Quý vị sẽ thấy inscription nằm trên mỗi viên hột xoàn và là 3 Excellent, hoàn hảo cho từng viên hột xoàn. Mẫu thiết kế bông hoa mai, đi xung quanh là những viên hột xoàn 2 ly. Cặp bông tai tuyệt vời, lộng lẫy, rất sáng. Chắc chắn quý vị sẽ rất hài lòng với mẫu thiết kế được tuyển chọn để gắn vào hai viên hột xoàn này. Số 22, 3.550 đô la. Nam Châu Vĩ mời quý vị nhìn lên màn hình với sản phẩm kế tiếp sẽ là số 23. Đây là một viên kim cương được công ty EGL cấp giấy chứng nhận Certified là viên hột xoàn gần như 10 ly rưỡi. Đây là một viên hột xoàn dắt cắt gọi là Morky's Brilliant Cut. Một lần nữa dắt cắt gọi là shape của viên hột xoàn này là Morky's Brilliant Cut. Viên kim cương này được hãng EGL USA cấp giấy chứng nhận là viên hột xoàn 10 ly, gần như 10 ly rưỡi, chiều dài nặng hơn 1 carat 25, khoảng 1 carat 25 và là viên hột xoàn hình thoi màu vàng thiên nhiên light yellow diamond, rất xuất sắc, hoàn hảo, trong suốt. Và viên hột xoàn này khi quý vị nhìn vào, quý vị sẽ rất bất ngờ với giác cắt của một viên hột xoàn hình thoi màu vàng chiếu lộng lẫy. Đây là một mẫu thiết kế được công ty chúng tôi tuyển chọn và custom design cho viên hột xoàn màu vàng. Đặc biệt ngày hôm nay viên hột xoàn này trị giá gần 7.000 đô la. Gần 7.000 đô la ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gọi vào trực tiếp với giá 4.950 đô la. 4.950 đô la cho một chiếc nhẫn kim cương gần 10 ly rưỡi, gần 11 ly. Bọc xung quanh là 2 tầng hột xoàn 1 ly 8 với những đường viền thiết kế rất sắc sảo dọc hai bên. Được làm bằng vàng trắng 14K, đây là mẫu thiết kế được làm đặc biệt cho viên hột xoàn Morky's Diamond màu vàng thiên nhiên. Đây là sản phẩm được EGL USA cấp giấy chứng nhận và Certified là viên hột xoàn màu vàng thiên nhiên Natural Yellow Diamond. Tuyệt đẹp, mẫu thiết kế nhìn rất lộng lẫy. bởi vì được bọc xung quanh là 2 tầng hộp xoàn. Chiếc nhẫn này nhìn rất to. Xin mời quý vị gọi vào số phone trên màn hình 3109680577. Nãy giờ quý vị đã theo dõi gần nửa chương trình và mời quý vị nhớ bấm nút like. Quý vị nhớ share và subscribe. Những quý vị nào chưa là hội viên, quý vị nhớ subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Lâm Trị Vĩ Diamond Official. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Xin mời quý vị đến với một cặp bông tai thiết kế kiểu khoen. Rất là nhiều quý vị đã từng nhìn những sản phẩm bông tai khoen hình tròn, tuy nhiên quý vị chưa bao giờ hoặc là chưa thử qua những mẫu thiết kế bông tai khoen hình oval hoặc là thiết kế gọi là J hook. Mẫu thiết kế tròn người ta gọi là round hook và mẫu thiết kế hình oval người ta gọi là J hook. Mẫu thiết kế này rất to, chiều dài là khoảng hơn 1 inch. Quý vị hình dung ra được cặp bông tai khá là đồ sộ. Được thiết kế hộp xoàn 1,5 ly đi vòng phía trước và cả phía sau. Cặp bông tai này ngày hôm nay Lâm Trị Vĩ giới thiệu đến quý vị giá là $990. $990 được nạm kim cương đi 2 vòng từ mặt trước và cả lòng ở bên trong của cặp bông tai được làm bằng vàng trắng 14K. $990. Mẫu thiết kế J hook, tại sao nhiều người ta lựa chọn cặp bông tai J hook và không chọn hình tròn? Bởi vì cặp bông tai thiết kế hình oval sẽ giúp cho khuôn mặt quý vị nhìn dài và thon gọn. Mẫu thiết kế này rất xuất sắc bởi vì chúng tôi đi hộp xoàn từ mặt trước và đi cả lòng ở phía sau của cặp bông tai. Khi quý vị đeo vào, kim cương được tỏa sáng từ phía sau ra phía trước, rất sáng. Đây là những viên hộp xoàn 1,5 ly. Sản phẩm số 24. Một lần nữa, cặp bông tai thiết kế hình oval gọi là J hook bằng vàng trắng 14K, giá là $990. Xin mời quý vị nhìn lên sản phẩm số 25 là một chiếc nhẫn tuyệt vời rực rỡ. Đây là một mẫu thiết kế antique được làm vào những năm 1960. Lâm Trị Vĩ mời quý vị đến với một chiếc nhẫn kim cương với một viên đá emerald thiên nhiên. Đây là một sản phẩm được làm thiết kế rất công phu với tổng cộng gần 3 carat kim cương. Ở chính giữa sẽ là một viên đá emerald gần 10 ly, hình oval khoảng 2 carat. Khi quý vị nói tới những sản phẩm đá emerald thiên nhiên, chắc chắn chúng ta sẽ thấy những đường tì vết, những inclusion. Đó là một đặc trưng để chứng tỏ đây là một viên đá natural color và natural emerald của Colombia. Rất khác biệt giá trị với những viên đá lab grown emerald. Và xung quanh quý vị sẽ đến với những viên hộp xoàn 2,5 ly, tất cả là những viên hộp xoàn vô cùng trắng sáng nước ED VSSI Clarity, tạo thành 4 đến 5 tầng kim cương xòe ra, thiết kế giống hình dáng của một trái thơm với nhiều mắt đốt ở trên trái thơm, rất đặc biệt. Đây là những sản phẩm được sản xuất vào kiểu thiết kế ở những năm 1960, rất sang trọng. $3.490, $3.490. Wow. Ngày hôm nay quý vị đến với những sản phẩm kim cương trên thế giới, quý vị sẽ không bao giờ mua những sản phẩm đặc biệt như thế này với những giá dưới 10 đến $15.000. Những đặc biệt những viên đá emerald thiên nhiên và được chạm trổ kim cương rất nhiều như thế này là những sản phẩm rất có giá trị và càng ngày càng được thu hút và càng hiếm trên thị trường với giá $3.490. Chưa chắc quý vị đủ tiền để mà chưa chắc tiền đủ trả cho một cái vỏ nhẫn. Nhưng ngày hôm nay quý vị có thể mua trọn vẹn sản phẩm này với giá $3.490 cho một viên đá emerald và luôn vỏ hộp xoàn. Đây là sản phẩm số 25. Lâm Triệu Vĩ xin mời quý vị đến với một chiếc nhẫn nam rất đẹp. Và đặc biệt chiếc nhẫn này có một ký tự chữ P. Chữ P có thể đại diện cho tên ai, có ý nghĩa chữ P. Quý vị đến với một chiếc nhẫn kim cương rất rực rỡ, tổng cộng hơn 4 carat hộp xoàn. Đây là những viên hộp xoàn trắng, sáng, nước ED VVS Clarity. Chiếc nhẫn này được nhận Michael Pave tạo thành hình dáng kiểu như một tòa tháp Eiffel ở Paris và ở chính giữa là một chữ P được nạm kim cương màu đen nổi bật với xung quanh là những viên hộp xoàn màu trắng. Chiếc nhẫn này ngày hôm nay Lâm Triệu Vĩ gửi đến quý vị giá là $2.880, $2.880. Đây là một chiếc nhẫn custom design. Tất cả những quý vị nào đang theo dõi trên màn hình, quý vị đã biết khi chúng ta đến những thương hiệu trang sức hoặc chúng ta đưa cho thợ kim hoàn để làm một mẫu trang sức, ngày hôm nay chắc chắn quý vị không làm được một mẫu trang sức sắc sảo như thế này. Chắc chắn giá và tiền labor rất cao. Nhưng khi quý vị đến với một chiếc nhẫn được chạm trổ tinh vi với những viên hộp xoàn nhẫn Michael Pave được làm bằng vàng trắng 14K và chính giữa là một ký tự chữ P được làm bằng kim cương màu đen gọi là Natural Black Diamond, $2.880. Sản phẩm số 26, một chiếc nhẫn nam rất lộng lẫy, rất đặc biệt. Wow, xin mời quý vị đến với sản phẩm số 27 ngày hôm nay. Đây sẽ là một chiếc nhẫn kim cương và một viên đá ruby thiên nhiên. Viên đá ruby màu đỏ đậm. Wow, đây là một chiếc nhẫn được thiết kế rất hài hòa với mẫu thiết kế là những cánh hoa tạo hình thành những trái tim nằm xung quanh viên đá ruby đỏ. Chiếc nhẫn này do công ty chúng tôi độc quyền thiết kế. Khi quý vị mua những sản phẩm do công ty chúng tôi thiết kế, quý vị sẽ thấy đóng dấu thương hiệu trong từng chiếc nhẫn và từng mẫu sản phẩm. Đó là sự độc quyền copyright của những sản phẩm riêng do công ty chúng tôi thiết kế. Đây là một mẫu thiết kế với 8 trái tim để nổi bật lên một viên đá ruby đỏ với những viên kim cương bọc xung quanh. Ngày hôm nay, mẫu thiết kế đặc biệt này chúng tôi xin mời quý vị gọi vào với giá $3.450. $3.450 là một chiếc nhẫn kim cương và ruby màu đỏ, viên ruby nặng khoảng gần 3 carat hơn, chiều dài khoảng gần 11 ly, hình oval màu đỏ đậm rất rực rỡ. Quý vị thấy những viên đá natural thì phải có những đường inclusion, đó là một cái đặc điểm để nói lên những viên đá thiên nhiên thay vì là lab grown. Tất cả sản phẩm kim cương công ty chúng tôi giới thiệu đến quý vị đều là những viên hộp xoàn Natural Diamond, những viên đá thiên nhiên. Mẫu thiết kế số 27 là sản phẩm độc quyền công ty chúng tôi sản xuất và giới thiệu đến quý vị. Rất chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng công ty chúng tôi suốt rất là nhiều năm. Bất kỳ sản phẩm nào do công ty chúng tôi thiết kế trong những lần giới thiệu vừa qua đều đã được sold out. Và một lần nữa rất cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả quý vị khắp nơi. Lâm Triệu Vĩ xin mời quý vị đến với mẫu thiết kế độc đáo ngày hôm nay là một cặp bông tai rất đẹp, 2 viên hột xoàn hơn 5 khoảng 5 ly được công ty GA cấp giấy chứng nhận là 2 viên hột xoàn nước F Color Excellent hoàn hảo xuất sắc VS Clarity. Mỗi viên kim cương nằm trên đây được tuyển chọn đường kính khoảng 5 ly nước F Color. D, E và F là một trong 3 nước hột xoàn trắng nhất trong bảng giá và màu của kim cương, và VS Clarity là những viên hột xoàn trong suốt, hoàn toàn sạch, đẹp, rực rỡ, và tất cả những viên hột xoàn Natural GIA được Certified và có inscription số trên mỗi viên hột xoàn. Và ngày hôm nay cặp bông tai thiết kế kiểu khoen treo dangling $4.450. $4.450. Chúng tôi có một cặp bông tai tuyệt đẹp này để giới thiệu đến quý vị. Kiểu thiết kế nhẹ nhàng nhưng rất chói chang và rực rỡ, bởi vì 2 viên hột xoàn khoảng gần 1 carat tổng cộng, và vỏ hột xoàn được thiết kế 2 tầng kim cương với giá $4.450. Xin quý vị gọi trực tiếp vào số phone trên màn hình 310 968 0577 310 968 0577. Đây là cặp bông tai hột xoàn GA 5 ly nước F Excellent. Xin mời quý vị đến với một sợi dây lắc tay mà Lâm Triệu Vĩ nghĩ đây là một sợi dây lắc tay rất lạ. Và khi quý vị nhìn vào sợi dây lắc tay này, chắc chắn quý vị đã liên tưởng đến những thiết kế rất nổi tiếng, những mẫu thiết kế áo quần thương hiệu mà có những mẫu 2 chữ C giống như những thiết kế kiểu Chanel, Cartier, Tiffany. Quý vị nhìn vào sợi dây lắc tay được chạm trổ những viên hột xoàn 1,5 ly, xen kẽ là những vòng khoanh hột xoàn hình vuông khoảng 1,8 ly. Tất cả những viên kim cương này được tuyển chọn trắng nước DE và là VS đến VVS Clarity. Sợi dây lắc tay này chiều dài khoảng 6,5 inch. Tuy nhiên nếu mà quý vị muốn lấy sợi dây lắc tay này ngắn hơn hoặc dài hơn, quý vị cho công ty chúng tôi biết chi tiết, chúng tôi sẽ cố gắng lựa chọn cho quý vị. Tất cả lắc tay cũng như vòng đều có thể cắt size nhỏ hơn. Một lần nữa, tất cả lắc tay và vòng từ size 6,5 quý vị có thể cắt xuống còn size 5,5, size 6 inch, 6 inch 25, chúng tôi đều có thể làm cho quý vị. Và sợi dây lắc tay này ngày hôm nay, tổng cộng hột xoàn trên đây là gần 8 carat kim cương được làm bằng vàng 14, nặng khoảng gần 1 ounce vàng. Lâm Triệu Vĩ mời quý vị gọi vào với giá là $3.750. 3.750 đồng. Những quý vị nào đã đến với chương trình và quý vị đã theo dõi những sản phẩm kim cương và quý vị biết những vỏ thiết kế quý vị mua ngày hôm nay, những vỏ được mang tên gọi là vỏ Hồng Kông. Một chiếc vỏ Hồng Kông ngày hôm nay quý vị mua đơn giản đã là gần 4 đến 5.000 đô la. Đó là cái vỏ, chưa nói tới những viên hộp sàn chủ đạo. Ngày hôm nay mặt hàng số 29 là quý vị mua trọn vẹn một sợi dây lắc tay, mẫu thiết kế độc đáo, chi tiết đặc biệt. Những viên hộp xoàn kết hợp giữa tròn và vuông tạo thành một sợi dây lắc tay rất trắng và sáng. 3.750 đồng, gần một ao vàng trắng 14K, tổng cộng 878 carat kim cương. Một lần nữa số 29. Xin mời quý vị theo dõi. Quý vị muốn mua mặt hàng số 29, quý vị nhắn tin trực tiếp số phone trên màn hình. Xin mời quý vị đến với sản phẩm số 30. 30 là một chiếc nhẫn kim cương, hộp son màu vàng. Lại một lần nữa quý vị đến với một mẫu thiết kế do chính công ty chúng tôi độc quyền sản xuất và thiết kế, vẽ kiểu. Chiếc nhẫn khi quý vị đeo vào nhìn to, giống như là một viên hộp xoàn 2 carat. Tuy nhiên đây là một viên hộp xoàn 1 carat màu vàng thiên nhiên được công ty GA thẩm định và cấp giấy chứng nhận là viên hộp xoàn Cushion Modified Brilliant. Dắt các Cushion Brilliant Cut, nặng 1 carat, VS Clarity, màu vàng nhạt thiên nhiên Natural Diamond. Viên hộp xoàn được tuyển chọn xuất sắc, độ trong hoàn hảo, được cắt để tạo hình thành một chiếc nhẫn, được viền 2 tầng hộp xoàn màu vàng và hộp xoàn màu trắng. Hai bên tạo thành hai chữ V bằng vàng 18K. Đây là một mẫu nhẫn đặc biệt được làm từ Italy. Vàng 18 ngày hôm nay Lâm Chủ Vĩ mời quý vị gọi vào với giá 6.650 đô la. 6.650 đô la. Đây là một chiếc nhẫn kim cương màu vàng. Khi quý vị đeo những chiếc nhẫn này, quý vị đi vào những thương hiệu trang sức kim cương, chắc chắn quý vị sẽ nhìn vào bảng giá những cái giá trên 15 đến 20.000 đô la cho một chiếc nhẫn màu vàng đặc biệt như thế này. Quý vị sẽ rất bất ngờ với giá 6.650 đồng, luôn cả vỏ hộp xoàn, luôn cả viên kim cương Certified GAA, và quý vị sẽ thấy số inscription nằm bên hông mỗi viên hộp xoàn. Tất cả sản phẩm công ty chúng tôi sẽ guarantee với quý vị là những sản phẩm kim cương Natural Diamond. Chúng tôi là thương hiệu Alexei & Diamond và đã rất nổi tiếng tại California suốt bao nhiêu năm nay và tiếp tục phát triển. Rất được sự ủng hộ của tất cả quý vị khắp nơi tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Xin quý vị nhớ bấm nút like, subscribe và share. Trong chương trình ngày hôm nay, sản phẩm số 30, 6.650 đô la. Ngày hôm nay Lâm Triệu Vĩ rất cảm ơn tất cả quý vị đã đến với buổi chiều ngày thứ ba. Lại một lần nữa quý vị đang theo dõi là một buổi tối ngày thứ ba rất phải nói là đặc biệt, với con số 22, ngày 22 tháng 2 năm 2022. Tất cả những con số 2 tạo hình thành một sự ấn tượng. Chắc chắn là một ngày đặc biệt, bởi vì chúng ta đang đến với một buổi chiều, buổi tối, với những sản phẩm kim cương tuyệt đẹp. Và chắc chắn sau khi quý vị coi chương trình, Lâm Chủ Vĩ mong quý vị sẽ có một giấc ngủ thật tuyệt vời để chúng ta nạp thêm năng lượng cho một ngày mới hoặc những ngày mới đang đợi chờ chúng ta. Và đặc biệt đây là những ngày cuối cùng của tháng 2. Đến với sản phẩm số 31. Đây là một món hàng trang sức mà do Lâm Chủ Vĩ đã vẽ kiểu và thiết kế rất lâu. Chúng tôi giới thiệu đến quý vị mặt dây chuyền hình nửa vòng trái đất, đi một thiết kế rất độc đáo. Quý vị thấy vẽ hình bản đồ thế giới nằm giống như là một quả địa cầu, tất cả được chạm trổ tinh vi, rất chính xác với bản đồ trên thế giới, tạo hình thành một mặt dây chuyền giống như là một trái banh. Ở trên đó có những viên kim cương nhận Michael Pave. Lâm Trụ Vĩ chỉ có một số sản phẩm rất ít để giới hạn. Đây là những mẫu thiết kế limited do công ty chúng tôi làm và thiết kế ra. Số 31 ngày hôm nay Lâm Trụ Vĩ mời quý vị gọi vào với giá $1.250. $1.250. Một lần nữa, mặt dây chuyền thiết kế này chắc chắn những quý vị nam đeo rất trẻ trung, những bạn nam trẻ đeo rất đẹp. Lâm Trụ Vĩ đã đeo mẫu thiết kế này tại tiệm và rất là nhiều quý vị gọi vào đến tiệm và mua. Chúng tôi chỉ còn lại một vài món hàng đặc biệt này. Đây là những mẫu thiết kế độc quyền công ty chúng tôi sản xuất. Giới thiệu đến quý vị số 31, mẫu thiết kế dành cho nam hoặc nữ đeo rất tuyệt vời, rất ý nghĩa nhưng lại rất đẹp. Bằng vàng màu vàng. Mẫu thiết kế này quý vị phải đeo màu vàng sẽ đẹp hơn màu trắng, bởi vì màu vàng nó giúp cho chúng ta thấy được từng chi tiết trên quả địa cầu. $1.250 sẽ là giá đặc biệt cho món hàng số 31, mẫu thiết kế mặt dây chuyền trái địa cầu dành cho cả nam và nữ. Xin mời quý vị đến với một chiếc nhẫn kim cương. Khi quý vị nhìn vào màn hình, Lâm Trụ Vĩ nghĩ quý vị đang thu hút bởi vì màu sắc đặc biệt của viên đá này. Đây là một viên đá 7 sắc cầu vồng, nhưng viên đá này có một màu lightning rich, có nghĩa là màu sấm sét. Màu sấm sét của đỏ cam, xanh đậm, tím, hồng, vàng, đen, đỏ rực rỡ, gọi là đá Black Opal. Black Opal là một loại đá màu có 7 màu cầu vồng đặc biệt nhất trên thế giới. Viên đá này chiều dài là 15 ly, dắt cắt hình giọt nước, bọc xung quanh là những viên kim cương 2,5 ly. Lâm Trụ Vĩ mời quý vị gọi vào cho chiếc nhẫn này với giá $3.380. $3.380 để cho một chiếc nhẫn đá opal rất đẹp. Đây là một chiếc nhẫn vô cùng có giá trị. Quý vị đeo chiếc nhẫn này trên ngón tay, Lâm Trụ Vĩ nghĩ tất cả mọi người xung quanh sẽ bị cuốn hút với chiếc nhẫn rực rỡ 7 sắc cầu vồng với ánh black opal màu đen, và vỏ thiết kế được làm chi tiết, nạm xung quanh là những viên kim cương khoảng 2,5 ly, bọc xung quanh và dọc hai bên 2 đường hột xoàn. Bằng vàng màu trắng, $3.380 sẽ là một giá rất rẻ để cho quý vị có thể sắm cho mình một chiếc nhẫn kim cương và đá Black Opal. $3.380. Xin mời quý vị đang theo dõi gọi vào cho sản phẩm số 32. Đá opal màu đen cũng là loại đá đại diện cho sinh nhật của tháng 10. Quý vị nào có ngày sinh trong tháng 10, quý vị cũng yêu thích những màu đá opal. Và đây cũng là những sản phẩm collection cho những ai yêu thích trang sức và đá màu. Xin mời quý vị đến với một sản phẩm GIA, và đây là một chiếc nhẫn dành cho phái nam. Quý vị đang theo dõi là một mẫu trang sức được công ty chúng tôi lại một lần nữa thiết kế đặc biệt để giới thiệu đến quý vị. Mẫu thiết kế với một viên hột xoàn gần như 6,3 ly, chính xác là 6,25 ly. Quý vị thấy là những viên hột xoàn 1 carat sẽ là 6,3 ly. Nhưng viên hột xoàn này nặng nhẹ hơn 1 carat tí xíu và được GIA cấp giấy chứng nhận là nước Eye Color SI Clarity. Một lần nữa, viên hột xoàn này chỉ là 6,25 ly, có nghĩa là gần như 1 carat nhưng nó nhẹ hơn 1 carat. Nếu 1 carat quý vị mua viên hột xoàn này chắc chắn khoảng từ $7.000 đến $9.000. $7.000 đến $9.000. Nhưng khi quý vị mua viên hột xoàn này cũng là 6,25 ly, nghĩa là gần như 6,3 ly. Nhưng viên hột xoàn này quý vị mua lại nhẹ tiền hơn rất là nhiều. Đôi lúc quý vị mua từ 7.000 cho 1 cara, quý vị mua chỉ còn 4.000, rẻ hơn gần 3.000 đô la. Đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi lựa chọn một mẫu thiết kế dành cho phái nam, kiểu thiết kế 3 chiều 3D. Nạm hột xoàn 1,5 ly nhận micro pave, nước đi color, VVS Clarity bọc xung quanh. Chiếc nhẫn này được chạm trổ tinh vi với những viên hột xoàn 1,8 ly, 1,5 ly VVS Clarity hoàn hảo, đẹp xuất sắc. Giá là 6.450 đồng, 6.450 đô la. Quý vị sẽ đến với một chiếc nhẫn dành cho phái nam, một viên hột xoàn nước Eye Color SI Clarity. Làm cho vị chắc chắn khi quý vị nhìn vào chiếc nhẫn này, quý vị sẽ thấy độ trong suốt của viên kim cương, dắt cắt very good. Viên hột xoàn này mới cáo cạnh được GA cấp giấy chứng nhận chỉ trong vài tuần vừa qua. Và viên hột xoàn này được thiết kế tạo thành một mẫu trang sức dành cho phái nam. Nhìn vào, quý vị sẽ thấy sự nổi bật của tất cả chi tiết trên chiếc nhẫn này bằng vàng 18 màu trắng. Sản phẩm số 33 giới thiệu đến quý vị với giá là 6.450 đô la. Một lần nữa 6.450 đô la. Xin cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi trong chương trình buổi tối ngày thứ ba. Wow, quý vị đang đến với một sợi dây lắc tay. Đây là một mẫu thiết kế với những viên đá màu hồng. Quý vị nhìn vào sự chiếu lấp lánh của những viên đá hồng này giống như kim cương. Nhưng đây là những viên đá sapphire, natural sapphire, pink sapphire là những viên đá màu hồng đẹp nhất. Rất hiếm có. Để mà lựa chọn tất cả những viên đá màu hồng cùng một màu sắc và độ chiếu rực rỡ giống như kim cương, tạo hình thành một sợi dây lắc tay liên kết với những bông hoa mai. Tổng cộng kim cương và đá sapphire trên sợi dây lắc tay này khoảng gần 8 carat và được kết nối lại những bông hoa với những viên hột xoàn 1,5 ly được làm bằng vàng trắng 14K. Khi quý vị cầm mẫu trang sức này trên tay và quý vị đeo lên cổ tay, quý vị sẽ thấy sự sang trọng và chi tiết rất hoàn hảo để tạo hình thành những bông hoa 6 cánh và chính giữa sẽ là những viên hột xoàn 3 ly. Lâm Sư Vĩ giới thiệu đến quý vị sợi dây lắc tay này với giá 1.650 đô la. 1.650 đô la là giá đặc biệt cho một sợi dây lắc tay rất độc đáo bởi vì những viên đá natural sapphire rất hiếm có. Ngay bây giờ Lâm Sư Vĩ sẽ để cho quý vị giá còn 1.490 đô la. 1.490 đô la. Một lần nữa đây là một sợi dây lắc tay nạm kim cương. Mỗi bông hoa đá sapphire màu hồng, quý vị thấy sẽ được viền xung quanh là những viên kim cương 3 ly. 1.490 đô la. Xin cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi trong chương trình ngày thứ ba hàng tuần vào lúc 7 giờ Cali trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official. Xin mời quý vị đến với một mặt dây chuyền được công ty GIA cấp giấy chứng nhận là một viên hột xoàn 9 ly 9, nghĩa là viên hột xoàn dài gần 10 ly, dát cắt hình giọt nước, pear shape diamond. Viên kim cương này được mẫu thiết kế độc đáo và đặc biệt do công ty chúng tôi lại một lần nữa thiết kế và sản xuất. Mẫu thiết kế hình giọt nước chạm trổ xung quanh là những viên hột xoàn 1,5 ly. Lâm Trường Vĩ giới thiệu đến quý vị viên hột xoàn natural diamond màu vàng nhạt, được GIA cấp giấy chứng nhận là viên hột xoàn chiều dài, hình giọt nước là 9 ly 9, nghĩa là gần như 10 ly, rất to và rực rỡ với những viên hột xoàn 1,8 ly và 2 ly viền xung quanh. Viên hột xoàn màu vàng, rất sạch, VS Clarity hoàn hảo về độ trong, rực rỡ về màu sắc và tất cả sản phẩm hột xoàn natural và có số trên cạnh mỗi viên hột xoàn rất tuyệt vời. Và ngày hôm nay xin mời quý vị gọi vào trực tiếp ngay bây giờ với giá 4.680 đô la 4.680 đồng cho sản phẩm số 35. Đây là một mặt dây chuyền hình giọt nước rất đặc biệt, bởi vì mẫu thiết kế này chúng tôi phải custom design. Viên hột xoàn hình giọt nước này được GA cấp giấy chứng nhận là viên hột xoàn gần 10 ly, chiều dài gọi là Pear Shape Brilliant Cut Diamond, hình trái lê, màu vàng nhạt. Quý vị có thể đeo chung với một sợi dây chuyền vàng để quý vị thấy độ chiếu lấp lánh của viên hột xoàn hình giọt nước tỏa sáng, với vỏ thiết kế to gần bằng đồng 25 cm. Rất đẹp, số 35, 4.680 đô la. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chương trình. Chúng tôi ship hàng đi khắp tại Hoa Kỳ và Canada và Úc Châu. Quý vị muốn mua hàng, quý vị cần cho chúng tôi biết số thẻ Credit Card Payment. Quý vị có thể nhắn tin trực tiếp qua số phone trên màn hình và chúng tôi ship hàng đi cho quý vị. Tất cả sản phẩm đều được ship hàng đi có chữ ký, signature và insurance. Xin cảm ơn. Xin mời quý vị đến với một chiếc nhẫn đặc biệt. Đây là mẫu thiết kế rất nổi tiếng của một thương hiệu trang sức nổi tiếng trên thế giới. Chiếc nhẫn hột xoàn khi quý vị nhìn vào, quý vị nào mà quen thuộc với những sản phẩm đồ hiệu của thương hiệu Van Cleef, quý vị thấy những chi tiết chạm trổ trên đây có cái gì đó rất ảnh hưởng từ những mẫu thiết kế tuyệt đẹp đó. Mẫu thiết kế này là một chiếc nhẫn được làm từ thương hiệu với một viên hột xoàn nặng hơn 1 carat, chiều dài. Đường kính xéo của viên hột xoàn hình vuông này là gần như 8 ly, có nghĩa là viên hột xoàn này nặng hơn 1 carat. Và viên kim cương này là viên hột xoàn nước D-Color. Một lần nữa, viên hột xoàn nước D-Color. Hai bên là hai viên hột xoàn 3 ly. Và mẫu thiết kế, quý vị sẽ nhìn mặt trước và mặt sau của chiếc nhẫn đều đi những đường nét tinh vi sắc sảo với những viên hột xoàn 1,5 ly. Tất cả kim cương trên chiếc nhẫn này cũng như trên vỏ nhẫn này đều là hột xoàn nước D-Color. Khi quý vị nhìn vào bốn chấu của chiếc nhẫn này, quý vị thấy cũng nạm kim cương xuất sắc. Chiếc nhẫn này Lâm Chủ Vĩ gửi đến quý vị giá là 4.580 đô la, 4.580 đồng cho một chiếc nhẫn kim cương hình vuông nặng hơn 1 carat. Rất to. Viên hột xoàn nước D VS Clarity dắt cắt sắc sảo Excellent. Khi quý vị nhìn vào viên hột xoàn hình vuông này, quý vị sẽ thấy độ chiếu, độ fire là tia lửa của viên hột xoàn hình vuông này sẽ chiếu một cách rất mạnh, bởi vì độ hoàn hảo từ dắt cắt, từ độ mài bóng, từ symmetry của viên hột xoàn này sẽ tạo thành một chiếc nhẫn đặc biệt. Khi quý vị nhìn vào vỏ nhẫn của chiếc nhẫn số 36, quý vị sẽ thấy những đường nét chi tiết hoàn hảo xung quanh chiếc nhẫn này. Bốn chấu đưa lên cao để giữ viên hột xoàn chủ. Tất cả cũng được nạm kim cương nhẫn pave sắc sảo, và dọc hai bên, mặt trước và mặt sau cũng nạm kim cương, được làm bằng vàng 18. Và chiếc nhẫn này ngày hôm nay quý vị nào đang đến với chương trình, chắc chắn quý vị sẽ bất ngờ với giá 4.580 đồng. Lâm Trường Vĩ chắc chắn với quý vị viên hột xoàn chính giữa không trị giá đã hơn 6 đến 7.000 đô la, bởi vì đây là một viên hột xoàn nặng hơn 1 carat, từ 1 carat 20, và hai bên lại thêm hai viên hột xoàn 3 ly. Xin mời quý vị nào đang tìm kiếm một viên hột xoàn hình vuông trong một chiếc nhẫn rất đặc biệt bằng vàng 18, số 36, quý vị gọi vào ngay bây giờ, 4.580 đô la. Wow, rất là lâu chúng tôi đã trở lại với một mẫu thiết kế đồng hồ Rolex dành cho nữ. Đây là mẫu thiết kế two-tone. Chiếc đồng hồ được thiết kế vàng, màu vàng, vàng 18, và được kết hợp với stainless steel tạo thành một chiếc đồng hồ original pre-owned. Khi quý vị đến với những sản phẩm đồng hồ Rolex pre-owned, nghĩa là đã được pre-owned. Và những mẫu thiết kế đồng hồ Rolex này chúng tôi đã kiểm chứng và certify Authentic Rolex cho quý vị. Tuy nhiên có những sản phẩm chúng tôi sẽ có những viền hột xoàn được thiết kế thêm, nhưng chiếc đồng hồ này là original. Chúng tôi xin mời quý vị gọi vào mẫu thiết kế dành cho nữ, size nhỏ, có nghĩa là mặt đồng hồ là size khoảng size 28, 26, 28mm, có nghĩa là đường kính của mặt đồng hồ. Và vòng bezel là màu vàng, mặt đồng hồ bên trong cũng là màu vàng, tất cả được làm bằng vàng 18 và bằng stainless steel. Xin mời quý vị gọi vào với giá rất đặc biệt ngày hôm nay, và chúng tôi chỉ có một chiếc đồng hồ duy nhất, 3.990 đô la. 3.990 đô la. Một lần nữa, đây sẽ là một chiếc đồng hồ rất đẹp, bởi vì chiếc đồng hồ này đơn giản nhưng rất sang trọng bởi hai màu vàng và trắng, vàng 18 và bằng stainless steel. Mặt đồng hồ original được thiết kế bằng vàng màu vàng. Đồng hồ tuyệt đẹp, giới thiệu đến quý vị 3.990 đô la. Quý vị nào muốn mua sản phẩm, quý vị gọi trực tiếp số phone trên màn hình. Quý vị nhắn tin cho Lâm Trường Vĩ, số phone 310 968 0577. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị đến với một chiếc nhẫn rất to ngày hôm nay, viên kim cương nặng gần 1,5 carat, viên hộp xoàn nước L Color VS Clarity. Viên hộp xoàn này đường kính gần 7,5 ly. Viên hộp xoàn nước L có nghĩa là trong bản thẩm định của kim cương, viên hộp xoàn này nước hơi có ánh vàng. Quý vị nhìn vào, quý vị sẽ thấy ánh phớt vàng, được GAA cấp giấy chứng nhận là nước L Color. VS Clarity đường kính khoảng gần 7,5 ly. Mẫu thiết kế này chúng tôi giới thiệu đến quý vị trong một mẫu vỏ nhẫn nạm xung quanh là 2 tầng kim cương, 1,5 ly rực rỡ nạm xung quanh và đi vòng quanh là 3 đường hộp xoàn 3 ly, 2 ly. Chiếc nhẫn đặc biệt này ngày hôm nay Lâm Trường Vĩ xin giới thiệu đến quý vị giá là 8.990 đô la. 8.990 đô la. Đây là một giá rất đặc biệt để quý vị nào muốn sở hữu một chiếc nhẫn rất to, rất chiếu sáng, rất lộng lẫy. Tuy nhiên, quý vị sẽ mua với một giá thật nhẹ nhàng. Quý vị nhìn vào vỏ kim cương đã trị giá hơn 2.500 đô la. Và viên hộp xoàn này trị giá gần 9.000 đô la. Nhưng ngày hôm nay khi quý vị kết hợp vừa vỏ hộp xoàn, vừa viên hộp xoàn, giá đặc biệt 8.990 đô la. 8.990 đô la. Xin mời quý vị gọi vào số phone trên màn hình cho sản phẩm số 38 là một chiếc nhẫn kim cương gần 1,5 carat, đường kính là 7,5 ly, khoảng 7,5 ly. Nhưng khi chúng tôi thiết kế trong vỏ hộp xoàn đi với 2 tầng kim cương, quý vị sẽ thấy sự rực rỡ, lộng lẫy, nhìn vào giống như một viên hộp xoàn 2 carat hơn đến 3 carat. Đây là một giá rất đặc biệt, 8.990 đô la. Quý vị gọi vào số phone trên màn hình 310 968 0577. Number 39, xin mời quý vị đến với một collection lại một lần nữa. Đây là collection riêng của công ty chúng tôi, là collection cẩm thạch. Quý vị đã hiểu về cẩm thạch, quý vị đã biết về cẩm thạch, tuy nhiên chưa chắc quý vị đã từng nhìn qua những viên cẩm thạch được GIA Certified là cẩm thạch A grade. A grade là những viên cẩm thạch đẹp nhất và hiếm nhất trên thế giới. Quý vị thấy rất nhiều cẩm thạch trên thị trường, tuy nhiên tất cả hầu như 99,9%, một lần nữa 99,9% sản phẩm cẩm thạch trên thế giới sẽ không bao giờ là cẩm thạch AJ, trừ khi quý vị có giấy thẩm định GIA để certify đây là sản phẩm AJ, và đây là những sản phẩm vô cùng mắc tiền và chưa chắc quý vị có thể mua được khi chúng ta muốn mua, bởi vì rất khó kiếm. Ngày hôm nay chúng tôi xin mỗi tuần chúng tôi sẽ cố gắng giới thiệu đến quý vị 1 đến 2 sản phẩm cẩm thạch Natural J Certified của GIA gọi là AJ để đem đến quý vị những sự lựa chọn tuyệt vời. Chiếc nhẫn này là một viên cẩm thạch màu xanh, trên GA Certified là Green Color Translucent, trong suốt. Một lần nữa, vừa xanh và phải vừa trong suốt, và phải được Certified là AJ và được làm bằng Platinum. Lâm Trụ Vĩ mời quý vị gọi vô ngay bây giờ với chiếc nhẫn $3.450, 3.450 đồng cho chiếc nhẫn Certified GIA. Viên cẩm thạch này gần 12 ly. Và quý vị nhìn vào viên cẩm thạch, quý vị sẽ thấy độ trong suốt. Và quý vị sẽ thấy GIA Certified viên cẩm thạch này với hình dáng, số đo và tất cả chi tiết perfect. Đây là một trong những collection riêng của công ty chúng tôi và rất hiếm khi chúng tôi muốn đem lên để giới thiệu đến quý vị. Nhưng trong chương trình ngày thứ ba hàng tuần, chúng tôi sẽ cố gắng đem lên cho quý vị rất nhiều những sản phẩm cẩm thạch Natural GIA Certified J. Và một lần nữa, quý vị nào muốn sưu tập, muốn tìm kiếm những sản phẩm đặc biệt này, quý vị sẽ đến với công ty chúng tôi. Và xin cảm ơn tất cả quý vị. Lâm Trụ Vĩ xin mời quý vị đến với một chiếc vòng kim cương đặc biệt do công ty chúng tôi thiết kế. Đây sẽ là sản phẩm số 40 của buổi chiều ngày hôm nay. Một ngày rất đặc biệt, quý vị đã đến với khoảng gần 2 tiếng đồng hồ buổi tối ngày thứ ba. Và Lâm Trụ Vĩ rất cảm ơn quý vị. Buổi tối ngày 22 tháng 2 năm 2022, một buổi tối ngày thứ ba rất đầy những điều tốt đẹp đang đợi chờ quý vị. Và Lâm Trụ Vĩ mời quý vị nhìn lên màn hình cho số 40. Đây là một chiếc vòng kim cương với một viên hộp xoàn GA 4 ly là nước D Color VS Clarity và là Excellent nằm chính giữa, và nạm xung quanh là những viên kim cương 3 ly 8, 3 ly rưỡi cũng là nước D VVS được làm bằng vàng 18. Đây là mẫu vòng được thiết kế bằng vàng 18K. Một lần nữa, đây là mẫu vòng được làm bằng vàng 18K, được thiết kế với những hình con bươm bướm xen kẽ vòng quanh những viên kim cương 4 ly. Nằm chính giữa là nước D Certified by GIA Excellent hoàn hảo nhất, được làm bằng vàng 18. Tổng thể chiếc vòng này nặng khoảng hơn 3,5 carat kim cương. Lâm Trụ Vĩ mời quý vị gọi trực tiếp vào với giá $4.880. 4.880 đồng. Đặc biệt ngày hôm nay Lâm Trụ Vĩ sẽ để cho quý vị chỉ còn $4.750. Một lần nữa, $4.750 đồng. Quý vị nào đang theo dõi chương trình, đây là một cái vòng kim cương được tuyển chọn với một viên hộp xoàn 4 ly nằm chính giữa, xung quanh là 3 ly 7, 3 ly 8, 3 ly rưỡi hai bên và những viên hộp xoàn 1 ly rưỡi, được thiết kế nửa vòng chiếc nhẫn. Chiếc vòng tổng cộng chúng ta sẽ có là 7 viên kim cương và được thiết kế với những con bươm bướm nằm xen kẽ những vòng tròn, tạo thành một chiếc vòng kim cương rất ấn tượng và quý vị đang thấy trên màn hình với giá 4.750 đồng. Đây là một giá rất nhẹ nhàng. Quý vị biết là một cái vỏ vòng kim cương ngày hôm nay, một cái vỏ vòng không thôi quý vị mua đã là hơn $7.000 đó quý vị. Và khi tất cả giá trị kim cương trên thị trường ngày hôm nay sẽ tiếp tục tăng trưởng rất mạnh. Lâm Trụ Vĩ bảo đảm quý vị một lần nữa, kim cương sẽ không giữ giá đâu và sẽ tiếp tục tăng giá trong những tháng kế tiếp. Từ đây đến ngày lễ Mother's Day, tất cả giá hộp xoàn sẽ tăng lên cao ngất ngưỡng. Và ngày hôm nay chúng ta đến với một chiếc vòng kim cương độc quyền do công ty chúng tôi sản xuất, được làm bằng vàng 18K, được thiết kế kiểu vòng bươm bướm 7 viên hộp xoàn, $4.750. $4.750. Lâm Trụ Vĩ rất cảm ơn tất cả quý vị nãy giờ đã đến với chương trình hàng tuần cùng với Lâm Trụ Vĩ, với những sản phẩm kim cương trang sức do Lâm Trụ Vĩ thiết kế, độc quyền sản xuất và những sản phẩm do chính chúng tôi lựa chọn, chúng tôi manufacture, và những viên hộp xoàn, những mẫu đá quý, những design mà Lâm Trụ Vĩ cảm thấy nó có một giá trị gì đó rất bền vững trong đời sống của quý vị nếu quý vị mua và để dành. Chương trình ngày thứ ba hàng tuần được trình chiếu trên kênh YouTube Lâm Trụ Vĩ vào lúc 7 giờ Cali. Chúc tất cả quý vị có một buổi tối đặc biệt của buổi tối ngày thứ ba, ngày 22 tháng 2 năm 2022. Chúc quý vị có một buổi tối an lành, một giấc ngủ, một giấc mộng đẹp. Chúng ta sẽ trở lại trong chương trình vào ngày thứ năm hàng tuần và ngày chủ nhật vào lúc 5 giờ 30. Xin chào tạm biệt.